Sài Gòn. Chân lập à? Thôi thôi đừng chân lập lại, hy sinh rồi chết. Chân nó mà chân. Cái gì nhỉ? Đức Lập. Đức Lập. Vũ Đức Lập à? Hay cái gì Đức Lập? Vũ Lập cho giống nhà hàng ở Đức Lập. Hải Phòng. Nhiều người Đức Lập giỏi phết đấy. Này. Bạn cháu thích cái cặp me ở chỗ này nhưng mà thằng Hoàng thích cái gì? Cả đôi me luôn. Nhưng mà hỏi nhưng mà không chốt được. Nó xuống nữa thì à, thế à? Đấy ông bạn nghe đi nhá. Đến nói thẳng vậy luôn. Rồi 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 đấy. Khác hay không thì vậy nhiều nhưng mà rồi rồi. Đấy chẳng ngoài lại bảo cháu có đề này bao nhiêu? Đề này bao nhiêu? Ông anh cũng mua cây sợ lắm. Cứ mua đây cho bao nhiêu cây rồi. Thế lấy cái rừng cảnh nha. Rừng cảnh kia chưa xong. Hả? Chưa xong. Giá giảm bao nhiêu rồi? 6 cây này, 6 cây này. Hơn rồi chưa bán. Đẩy rồi cái gì? Chưa bán. Đẩy rồi cái gì? Đóng này, rắn nhé. Cơ bản là rồi bảy. Cơ bản là còn cái con này trên Trương anh biết cái Quấn này thích tình cảnh quá. Thích hình đàn dữ với cái đàn dữ. Chú đưa lên sớm thì có phải hôm nay được xem không? Có phải này xong rồi không? Dưới cái đây dành dành nó như kiểu này này. Ôi giời, thế thì nó làm gì? Dành như thế này thì có mà hốt bạc à? Bạc thì chỉ tiền chục thôi, trả được phí thôi nhưng nó xứng đáng. À thế là ngon hơn con kia gì? Ngon hơn nhiều chứ. Ờ thế thì cứ bình tĩnh chờ đợi. Báo thôi như báo thôi. Sợ thì không lên nổi chứ. Cốt rất hay. Cái này là như kiểu đấy, chân gà bên đảo là nói những chục làm nhiều. Thích nhỉ? Con đấy là bao nhiêu đây Hiền Minh? Không mà nói câu nữa là đây mời công vào 18 triệu anh ạ. Quán giờ đấy thôi. Con này thì không bằng nửa cái kia. Ở đâu sai không? Đây rồi. À nhà anh Tân à? Thì sang xem cái gì ạ? Đi bộ không được. Không phải đi xe đi. Cuối đường ra mà. Phải xe ngay như. Được. Cháu để cái đun vào trong rán không vậy? Cái con này cái. Lực sĩ đây. Không, gặp cái này ra được mà anh. Lấy cái này ra được rồi. Cái này lấy ra được. Lấy cái này ra làm chân được này. Nó còn được mà. Đó. Còn có cửa, nhiều cửa. Mặt này thì thối rồi nhỉ. Cháu thì không biết cái nào là mình. Tí nữa lại quay mặt này ra tí bác. Quay luôn. Ui, phần bò này nhất rồi. Làm thêm tí đây nữa. Đáng đồng tiền bán gạo đấy. Nhà nào em.
anh giải quyết được không thì anh đi về đây. Xong đi, xong phim đi. Em vẫn vâng, giờ tí sang sang của Bắc Tân, của Minh à, à đây à, từ của Minh. Bao tiền này? Tôi này ở đây như không nhớ. Người. Đây là của mình ở trên này, mấy cái này là như. Kinh nghe, lại vừa đi lấy hàng về à? Không. Kinh quá. Tôi này ở đây lúc lận ra, lúc bỏ nó có khách nó bán cho á. Tôi là của mày chứ không phải của nó đâu. À đây à? Nó khóa luôn, khóa luôn kia. Rồi rồi. Quay nốt cái chỗ thu hồi góc chợ này. 10 triệu nhé các bạn. 5 đĩa. Quần bò chơi bệ kinh khủng luôn, phá bệ rồi rất nhanh. Này, con này đang đòi 10, đang đòi 10 củ. Trần chiếc chờ em tí em làm nốt góc này đi nhá. Sùng cả vườn thì biết cây nào rồi, cây sân tuế kìa. À tưởng là tưởng tặng. Tưởng tặng đây anh, cây cây à xì cổ bao nhiêu đây, lấy bao nhiêu cây này? Lấy cây lục vườn 12 đồng. Đâu cây lục vườn đâu anh? À đây cây sung. À đây gì? Cây sung đang nằm bây giờ vẫn còn chưa trên chậu đấy. Cái này chắc giá lắm. Cái này chắc giá lắm. Cái này thì giá thôi. Nhiều tuổi. Cái này giá, dáng cổ. Đất trực. Để biết ngon. Nhưng mà thì thế này thì phải làm chuyến xe to về ấy nhỉ. Và vẫn còn 5 cây đó. Vâng. Và mình lấy một cây và mình lấy gốc xi đỏ của mình ấy. À, rồi. Mới gì? Ba vứt ở cửa ra ba rẻ rồi. Vâng. Đẹp cái xi kia đẹp. Khi tuế này bà phải bảo mấy chục đấy. Khi tuế này bà phải quát mấy chục. Đã cho đi thoải mái anh ạ. Đấy.
Xin thuế là bao nhiêu tiền cô? Đâu, đây xin... hỏi chú. À, tí là phải ra hỏi biết à. Đuối. Đấy đẹp luôn ấy. Hàng độc đấy. Kinh ấy, ngồi trên tròi. Ngồi tròi mới nhìn thấy cả hết trên thế giới đâu đây. Đẹp luôn đấy, hàng kỹ rồi đấy. 100 nhá. Nhờ tí. Toàn hai thằng đi với nhau. Cái giống me là hoa nó ra ở thân, cũng phải ra ở cành đâu. À. Me nó hoa nó ra trong những chỗ này này. Ê, nó mới hay chứ. Chờ vào thầy khách cho cháu đi. Đang xem xúc được thêm cây nào thì xúc. Quá xe rồi đi. Quá rồi. Lại xong một nguyệt quế. Quế thì Kinh ấy, giám đốc đứng trên tận tròi kia. Giám đốc đứng trên tròi canh kia. Tập nập.